Liên quan đến tình hình dịch bệnh, sau thời gian triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế sẽ đánh giá lại tính khả thi của việc cách ly F1 tại nhà để quyết định chủ trương tiếp theo. Việc cách ly F1 tại nhà có một số thuận lợi cho địa phương như giảm tải cho các khu vực cách ly tập trung. Đối với F1 có nhà đáp ứng điều kiện, việc cách ly tại nhà giúp giảm thiểu được nguy cơ lây nhiễm chéo khi phải cách ly trong các cơ sở bị quá tải. Tuy nhiên, việc cách ly F1 tại nhà cần sự giám sát rất chặt chẽ của chính quyền địa phương. Các trường hợp là F1 không ở tập trung một nơi mà rải rác trên địa bàn sẽ cần phải bố trí nhiều cán bộ y tế, cán bộ chính quyền địa phương hơn để theo dõi. Do vậy, vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn xung quanh vấn đề này. Nếu F1 cách ly tại nhà ít thì địa phương mới đủ lực lượng giám sát. Khi số lượng quá nhiều, rất khó đủ người đáp ứng công việc này.